quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Ông Donald Trump nói Phó Tổng thống Kamala Harris chậm chạp và thiếu năng lượng, đồng thời yêu cầu bà làm bài kiểm tra nhận thức. Theo hãng RT, chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social hôm 14 tháng 10, ông Trump cho biết rằng điều quan trọng nhất mà bà Kamala Harris cần phải vượt qua là bài kiểm tra về sức bền và sự nhanh nhẹn về nhận thức. Ông Trump nói, những hành động của bà ấy khiến cho nhiều người tin rằng bà ấy có thể có điều gì đó rất không ổn. Bà ấy chậm chạp và lờ đờ, ngay cả khi trả lời những câu hỏi dễ nhất. Chúng ta đã vừa trải qua gần 4 năm như thế, chúng ta không nên lặp lại điều đó. Hồi tuần trước, CBS News đã phát sóng một cuộc phỏng vấn với bà Harris. Nội dung đã được biên tập rất nhiều, mà trong đó những câu trả lời dài dòng và lan man của Phó Tổng thống từng xuất hiện trong bản xem trước khi bị cắt và thay thế bằng những câu trả lời hoàn toàn khác khi được phát sóng chính thức. Ông Trump đã rất tức giận với CBS và cho rằng kênh truyền hình này nên bị đóng cửa, cũng như bán cho người trả giá cao nhất. Những lời công kích mới nhất của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa nhắm vào bà Harris được đưa ra sau khi ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ đặt câu hỏi về thể chất và tinh thần của ông Trump. Sau khi cho biết các bác sĩ mô tả sức khỏe là tuyệt vời, bà Harris đã kêu gọi ông Trump đi kiểm tra sức khỏe. Bà cho rằng nếu ông Trump không làm như vậy, chứng tỏ ông không muốn người dân Mỹ thấy ông đang làm và liệu ông có đủ sức khỏe để trở thành Tổng thống Mỹ hay không. Ở tuổi 78, ông Trump hơn bà Harris 19 tuổi. Ông hiện là ứng cử viên Tổng thống lớn tuổi nhất do một đảng lớn trong lịch sử nước Mỹ đề cử. Ông Trump cũng từng công bố một lá thư từ bác sĩ riêng vào tháng 11 năm 2023, nêu rõ sức khỏe tổng thể của ông rất tuyệt vời và các bài kiểm tra nhận thức của ông là hiếm có. Ông Trump đã liên tục chỉ trích Tổng thống Joe Biden về sức khỏe tinh thần và thể chất cho đến tháng 7, thời điểm ông Biden tuyên bố dừng chiến dịch tái tranh cử và đề cử bà Harris thay thế. Bà Harris công bố báo cáo cho thấy bà đủ sức khỏe để làm Tổng thống, đồng thời hối thúc ông Trump, người đã 78 tuổi, làm điều tương tự. Theo The Hill, trong ngày 12 tháng 10, Phó Tổng thống Kamala Harris đã công bố kết quả kiểm tra y tế gần nhất, khẳng định bà hoàn toàn đủ sức khỏe để làm Tổng thống. Bà Harris không có vấn đề gì lo ngại về sức khỏe, bà chỉ bị dị ứng theo mùa, đôi khi nổi mề đay và có đeo kính áp tròng. Phó Tổng thống không hút thuốc, thỉnh thoảng đôi khi có uống rượu và vẫn duy trì được chế độ ăn uống lành mạnh. Bà Harris đủ sức khỏe về thể chất và tinh thần để đảm đương trách nhiệm của một vị Tổng thống Mỹ, báo cáo cho biết. Chiến dịch của bà Harris sau đó đã lên tiếng kêu gọi ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump làm điều tương tự, đồng thời trích dẫn một số bài báo của New York Times đề cập đến việc ông Trump ít minh bạch về tình hình sức khỏe. Theo giới quan sát, phía bà Harris công bố kết quả kiểm tra sức khỏe nhằm dư luận tập trung vào vấn đề tuổi tác của ông Trump, người năm nay đã 78 tuổi. Tuy vậy, các cuộc khảo sát gần đây thể hiện rằng cử tri Mỹ không quá quan tâm đến độ tuổi của ông Trump, bởi cựu Tổng thống vẫn cho thấy hình ảnh tràn đầy năng lượng mỗi lần xuất hiện công khai. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Mỹ sẽ sai lầm khi tin rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc trong các điều khoản của Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã lập luận rằng việc cung cấp thêm tiền thuế của người dân cho Kiev là không cần thiết nếu ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump thắng cử, vì ông sẽ chấm dứt xung đột. Nếu ông Trump thắng, tôi tin rằng ông ấy có thể thực sự chấm dứt xung đột, vì tôi thực sự tin như vậy. Tôi nghĩ ông ấy sẽ gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và nói với ông ấy rằng thế là đủ rồi, ông Johnson nói với Punch Bowl News. Còn nếu ông Putin nói rằng chưa đâu, Ukraine phải đầu hàng và không được tham gia NATO, cựu Tổng thống và Thủ tướng Nga viết trên X, trước đây là Twitter. Ông Trump nhiều lần đã nói rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông vẫn ở Nhà Trắng và rằng ông có kế hoạch chấm dứt nó trong một ngày, thậm chí trước lễ nhậm chức. Trong khi ông Trump không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về đề xuất hòa bình của mình, thì ứng cử viên Phó Tổng thống của ông là ông J.D. Vance đã làm. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước, ông Vance đã vạch ra một kế hoạch, theo đó đường ranh giới hiện tại sẽ trở thành một khu vực phi quân sự, được củng cố nghiêm ngặt để chính Nga không xâm phạm được lần nữa. Ukraine vẫn sẽ là một quốc gia độc lập, nhưng phải đảm bảo với Nga về sự trung lập và cam kết không gia nhập NATO. Tôi nghĩ rằng về cơ bản thì mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, ông Vance nói vào thời điểm đó, đồng thời nói thêm rằng Nga sợ ông Trump. Vào tháng 6, ông Putin đã nêu rõ các điều kiện mà theo đó Moscow có thể đồng ý ngừng bắn với Ukraine, nói rằng Kiev phải nhường lại 4 khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2023 và chính thức từ bỏ tư cách thành viên NATO, Đối với một thỏa thuận hòa bình thực sự, Ukraine sẽ phải trở thành một quốc gia trung lập, không liên kết và không có vũ khí hạt nhân, đồng ý phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và đảm bảo đầy đủ quyền cho công dân nói tiếng Nga của mình. Đại sứ của Nga tại Washington, Anatoly Antonov, cho biết vào thời điểm đó, phương Tây cũng sẽ phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với Nga, ông nói. Ông Putin đã có cuộc gặp Tổng thống Iran vào thứ Sáu, một cuộc gặp gỡ quan trọng khi xét đến vai trò liên tục của Tehran trong việc cung cấp vũ khí để hỗ trợ các nỗ lực xung đột của Moscow tại Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh cũng đã diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran, cùng với những lo ngại về cáo buộc đối đầu leo thang giữa Iran với các lực lượng ủy nhiệm quân sự của nước này. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, ông Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc hội đàm bên lề về một diễn đàn quốc tế tại Ashgabat, Turkmenistan, nơi họ thảo luận về những diễn biến đang diễn ra ở Trung Đông. Moscow và Tehran đã ký một thỏa thuận trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ để cùng Iran cung cấp máy bay không người lái nhằm tăng cường các nỗ lực quân sự của Nga. Các quan chức Mỹ cũng tin rằng Iran đã chuyển giao tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga như một phần trong hợp tác quốc phòng ngày càng gia tăng của họ. Tuần này, Giám đốc MI5 Ken McCallum cáo buộc Nga và Iran về sự tăng trưởng đáng kinh ngạc, các nỗ lực ám sát, phá hoại và các hoạt động tội phạm khác trong Vương quốc Anh. McCallum tiết lộ rằng, kể từ năm 2022, tình báo và cảnh sát Anh đã ngăn chặn 20 âm mưu có khả năng gây tử vong liên quan đến Iran. Ông cũng cảnh báo rằng, nếu căng thẳng ở Trung Đông leo thang, Iran sẽ có thể mở rộng được mục tiêu của mình ở Vương quốc Anh. Ngày 13 tháng 10 theo giờ địa phương, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông có vũ trang với súng và giấy tờ giả tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở Coachella, bang California. Văn phòng Cảnh sát trưởng Hart Riverside cho biết, nghi phạm được xác định là Vem Miller, 49 tuổi, sống tại Las Vegas. Người đàn ông này đã bị cảnh sát chặn lại khi lái chiếc SUV màu đen tới trạm kiểm soát gần lối vào sự kiện vận động tranh cử. Ông này sau đó đã bị đưa vào một trung tâm giam giữ địa phương với cáo buộc sở hữu vũ khí đã lên đạn và băng đạn có dung lượng lớn. Hiện Miller đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5.000 đô la Mỹ và dự kiến phiên tòa tiếp theo diễn ra vào ngày 2 tháng 1 năm 2025. Trong khi đó, cơ quan mật vụ Mỹ cho biết đã nắm được thông tin về vụ bắt giữ và khẳng định rằng cả ông Trump lẫn những người tham dự buổi vận động đều không gặp nguy hiểm. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về bạo lực chính trị tại Mỹ. Cựu Tổng thống Trump bị nghi phạm Thomas Matthew Crooks nhắm bắn khi đang vận động tranh cử ở Butler hôm 3 tháng 7, khiến ông bị thương ở vành tai. Crooks đã bị đội bắn tỉa của mật vụ Mỹ bắn hạ sau đó. Nhưng việc tay súng này có thể bắn liên tiếp nhiều phát đạn về phía ông Trump trước khi bị phát hiện đã làm dấy lên câu hỏi về quy trình bảo vệ an ninh cho ứng cử viên Tổng thống. Đến ngày 15 tháng 9, vị cựu Tổng thống một lần nữa trở thành mục tiêu của một âm mưu tấn công khác khi đang chơi golf ở West Palm Beach tại Florida. Rất may lần này, mật vụ Mỹ đã sớm phát hiện, tay súng và ngăn chặn kịp thời. Cuối tuần qua, ông Trump đã đề nghị được bảo vệ bằng trực thăng và xe quân sự trong những tuần vận động tranh cử cuối cùng. Ngày 11 tháng 10, báo New York Times và Washington Post đưa tin cho biết nhóm vận động tranh cử của ứng cử viên Donald Trump đã yêu cầu sử dụng máy bay và xe quân sự để bảo vệ cựu Tổng thống này khi ông có mặt ở vận động tranh cử. Trước đó, ông Trump đã từng chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social của ông rằng có những mối đe dọa lớn đối với tính mạng của ông. Liên quan tới yêu cầu trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày tuyên bố rằng đã chỉ đạo chính quyền bảo vệ vị cựu Tổng thống này như thể ông là một Tổng thống đương nhiệm. Tổng thống Biden cho rằng cơ quan mật vụ Mỹ nên tôn trọng yêu cầu của ông Trump về việc được bảo vệ bằng các phương tiện quân sự trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử, nếu việc này không quá yêu cầu được bảo vệ như đối với một Tổng thống đương nhiệm. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống lần này, cho tới nay, ông Trump đã 2 lần bị ám sát hụt. Hồi giữa tháng 7 năm nay, ông Trump suýt bị một tay súng bắn vào đầu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Chỉ 2 tháng sau, vào chiều 15 tháng 9, khi chơi golf ở thành phố West Palm Beach, bang Florida, ông lại trở thành mục tiêu của một kẻ ám sát khác.